Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây là một cái con V60 bản T-Mobile nhé. Thì cũng có thể nói là bản này là một cái bản mà rất đặc biệt luôn đấy. À, tại vì cái bản này là chính tay em dùng và em đã dùng nó được tầm hơn 9 tháng rồi nha các bác. Tại vì các bác có thể là xem lại cái clip của em mà khi mà em review con này, mà khi mà em chính thức sử dụng con này nó tầm 9 tháng trước ấy. Đấy thì em cũng có làm rất nhiều clip về con này rồi. Thì con này là chính tay em dùng nhé, và tới này là em dùng được khoảng hơn 9 tháng rồi nha các bác. Thì em dùng và trong quá trình 9 tháng vừa rồi em dùng là nó không hề có một cái lỗi gì nhỏ nhặt từ nhỏ đến lớn luôn nhé, chỉ trừ một cái là pin nó kém hơn rồi. Thì bây giờ pin của nó sẽ được tầm khoảng 90% thôi, 90 đến 92%. Thì cái đấy là việc mà em đo bằng cái phần mềm mà trên Z Play, thì nó không biết có chính xác hay không, nhưng mà em đoán là tầm đấy. Thì sau 9 tháng vừa rồi em dùng con này thì cái ngoại hình nó còn như nào, thì đây để cho các bác biết được là em giữ máy như nào. Thực ra là cũng chẳng giữ máy đâu, nhưng mà cái thói quen dùng của em thì em rất là cẩn thận thôi, cho nên là máy nó còn rất là mới luôn ấy. Nó phải nói là rất là mới luôn ấy. Thì đây là cái mặt lưng nha các bác. Mặt lưng này. Đấy, các bác nhìn thấy những chấm 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 nhìn nhìn như bẩn bẩn nào, nhìn như sức sức bẩn bẩn nào. Thì lúc là mua về nó đã như vậy rồi nha các bác, chứ không phải là bây giờ nó mới bị như thế đâu. Lúc mua về nó đã như vậy rồi nha. Đấy thì đây là cái kính cái mặt lưng zin luôn. Zin nguyên bản luôn. Nói chung là con này là zin tất tần tật luôn. Cái này bao cho các bác là tháo máy, cho các bác tháo thoải mái luôn. Đấy thì cái kính lưng này, đấy các bác thấy không? Nó như kiểu sức sức bẩn bẩn, nhưng mà đấy là nhìn nghiêng cái điện mới thấy nha, còn nhìn thẳng như này các bác lại không thấy. Đấy, nó lại rất là đẹp. Đấy. Thì cái này em không biết là lỗi do đâu. Hồi xưa thì thấy các bác bảo là dùng ốp nhiều nó thế, nhưng mà thực ra chả phải đâu, em chả dùng ốp mấy. Tại vì lúc mua về nó đã như thế rồi mà. Đấy thì cái kính lưng nó như này nhưng mà nó vẫn rất là đẹp nữa các bác. Thì nhìn nghiêng nó thấy xấu thôi. Và đây là cái kính cam nhé. Kính cam đương nhiên cũng sẽ có sức răm, nhưng mà nó rất là bé thôi. Đây, nó rất là bé thôi. Đây các bác có thể thấy này. Nó rất là bé đó. Và nếu nhìn thẳng thì lại không thấy gì luôn. Đấy, có thể thấy này. Đấy, nhìn thẳng không thấy gì luôn. Nói chung là cái kính cam vẫn còn rất là đẹp nha các bác. Đấy, thì đây là mặt lưng. Thì đây là cái mặt dưới này. Đây. Cái mặt dưới này. Đây các bác có thể thấy này, cái mặt dưới này. Sau 9 tháng em dùng này, em dùng mà cái cổng sạc nó còn chả xước tí nào luôn. Thì các bác thấy là cái độ cẩn thận của em nó như nào rồi. Tại vì em sạc con này nó đa số em chỉ sạc về ban đêm thôi. Là em có một cái dây sạc tự ngắt đấy, xong là em cứ đi làm về xong rồi đến tầm 11 12 giờ đêm ấy, là em cắm cái sạc đấy vào, và đến sáng hôm sau là nó tự ngắt mà, cho nên nó cũng chả sợ cháy pin đâu, chẳng sợ gì cả. Thì đây các bác có thể thấy là nó cái cổng sạc nó còn rất là mới luôn, nó gần như là chả sức tí gì luôn ấy. Đây, đấy, các bác thấy ạ, nó quá ghê gớm luôn. Và cái cạnh dưới này thế gần như chả sức cái gì luôn. Đây, các bác có thể nhìn đó, và cái cạnh trái cũng thế, cạnh trái cũng gần như chẳng xước tí nào luôn nha các bác. Liệu các bác dùng 9 tháng có thể giữ được như này không? Đấy, thì đấy, cạnh trái chả xước tí nào, cạnh trên cũng thế, này cạnh trên cũng thế, chẳng xước tí nào luôn đó, chẳng xước tí nào luôn nha các bác đó. Cạnh phải cũng thế thôi, chẳng xước tí nào luôn, gần như chẳng xước tí nào luôn nha các bác đó, chẳng sức thế nào luôn đó. Và mặt trước đây, nói chung là con này khung rất là mới luôn. Đương nhiên là cái từ từ đã, cái viền CNC này này nó hơi có phẩy phẩy, không phải là phẩy nhiều nó nặng đâu, mà nó kiểu như là nó xước răm ấy, kiểu là trong quá trình sử dụng thì đương nhiên nó sẽ phải có xước răm thôi. Đây các bác có thể thấy này, nhưng mà nó rất là mới. Đó, nói chung là nó cái viền CNC này nó sáng quá, cho nên là nó không thể thấy hết được, các bác không thể thấy hết được. Đấy, nói chung là bảo đảm cho các bác là cái viền CNC vẫn còn rất là đẹp, chả sao cả. Đấy, và cái mặt trước này này thì đương nhiên là sẽ có xước nha các bác, cũng chỉ là xước răm đấy, xước lông mèo cái thứ thôi, nó nghiêng cái điện như thế này các bác mới thấy thôi, nó cũng chưa sạch cho lắm thì vậy. Đấy, thì nghiêng cái điện như này các bác mới thấy là nó có xước thôi, nhưng mà cái này các dán cường lực vào thì chả vấn đề gì luôn, và nhìn thẳng thì các bác cũng không thể thấy được cái nó có xước luôn ấy. Đấy, cho nên là khi mà em quay clip ấy, em dùng cái ánh điện cao áp kia nó chiếu vào, nhìn nhìn những cái vết xăm nó xấu, nhưng mà
Em muốn như thế là vì mà nó lột tả được tất cả những cái điểm yếu lên để các bác biết để mà lựa chọn thôi, để các về các bác khỏi bị hụt hẫng và bảo là ông này sao dùng sao sao quay máy thì đẹp thế mà lúc về trông xấu thế, nhưng mà đa số là máy em quay xấu thế này nhưng về các bác sẽ nhìn thấy nó đẹp đấy nhá. Đấy, ok nhá các bác. Đấy thì con này màn hình đương nhiên sẽ có chức răm nhưng mà nó vẫn còn khá là đẹp đó. Đấy, ngoại hình thì ok, ngoại hình thì con này là em đánh giá nó vẫn là phải 99% nhé các bác. Đấy rồi, còn về phần mềm hoặc là về màn hình các thứ thì nó chả làm sao cả, chưa mố gì luôn. Đấy thì em sẽ cho bác biết đây này, wifi bình thường nhé, bắt wifi bình thường, em test cái này wifi bình thường nhé, tắt wifi này, đấy 2G này, để em gọi điện rồi. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Tiệm cận dịch bình vụ thường này trả trước của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng. đó, và chờ tí xem nó nhận 4G này. Đây, vẫn nhận 4G bình thường nhỉ. Đó thì con T-Mobile trong này chỉ có một vạch thôi đấy, và em sẽ thử tất cả các cổng kết nối cho bác xem, trụ sạc này đấy, nó vẫn còn sạc nhanh bình thường này, sạc nhanh bình thường nhá, không hề bị lỏng chân sạc luôn nhá. Đấy, đảo chiều ok. Còn đây máy tính nhận máy tính bình thường đây các bác, đây nhận chuyển tệp bình thường này, nhận bình thường nhá, đổi chiều luôn đấy, nhận tệp bình thường nhá. Đấy thì đang nói vấn đề này thì cái cổng sạc ấy của con V60 em vẫn đang nói rồi là nó đa số là những con nó hay bị lỏng cổng sạc ấy, thì các bác chú ý là về dùng cái dây nó xịn xịn một tí nhá. Nhất là mua cái dây của Anker hoặc cái dây của Beos cũng được, chứ dùng mấy cái dây mà không có tên tuổi nó không được thì các bác lại bảo là máy lỗi, là cái nhiều khi khó giải thích cực kỳ luôn ấy. Cái vấn đề này nó quá là nan giải luôn đấy các bác. Đấy, và jack cắm tai nghe đây, tai nghe vẫn bình thường đó, là mấy hôm nhá, và còn L1 bình thường nhé, còn L1 luôn đấy các bác có thể thấy, còn L1 luôn đó. Rồi thì ngoài ngoài là chỉ thế thôi. Đây trong này thì có vân tay cái thứ dùng bình thường nhé, dùng vân tay bình thường này, hệ thống đang chạy Android mấy này, đã em hiện lên 12 rồi. Hôm trước cái con này là em hạ từ 12 xuống 10, xong lại từ 10 lên 12, update bình thường lên 12, update OTA lên 12 thì nó cũng chẳng bị ảnh hưởng đến cái L1 L3 nhé, vẫn là L1 đấy, nhưng mà cái ngoài cái máy nguyên bản nó vẫn sướng, các bạn dùng nó ổn định ấy. Đấy rồi bây giờ em sẽ vào trong trong test cho đàng hoàng cho các bác xem là 6 tháng 9 tháng một đồ em dùng là nó có hỏng cái gì không, vẫn cứ phải test lại thôi các bạn. Đây đây, cảm biến tiệm cận, ánh sáng này, ánh sáng bình thường nhá, các nút bấm này. Đấy, bình thường hết nhé, chuông này, rung này, con quay hồi chuyển này, ok hết nhé, 4 mic này, này mic dưới này, alo, rồi mic dưới ok này, mic trên mic này này, ok luôn này, không bị vang vọng gì đâu nhé. Cái này em dùng rồi, sẽ test lại cho các bác xem thôi. Cái mic này. Alo. Alo. Đấy, ok luôn. Mic 4 này. Mic 4 ở chỗ này. Alo. Đấy, ok. Đó, mic ok nhé. Và con này sau cái cảm ứng tiện chả cần test thôi, nhưng mà cứ test cho các bác xem. Đang cho công test rồi. Rồi. Cảm ứng con này thì quá ngon rồi. Rồi. Thì sau cái 9 tháng vừa rồi em dùng ấy, cái áp suất này này thì em thấy nó vẫn còn nhé. Thỉnh thoảng em test thì lại mất, nhưng mà giờ test thì nó lại còn. Chả hiểu kiểu gì luôn. Đây nhá, 24.9 này, lên này, đấy, 25.7 này.
Đấy thì con này nhảy được gần 1 chấm luôn nha các bác, gần 1 chấm luôn, phải 0.8 0.9 đấy. 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 Ok luôn nhé, áp suất còn luôn nhé. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, 9 tháng em dùng rồi mà áp suất vẫn còn. Đấy. Trước đây em dùng, có nghĩa là trước đây thì là khi mà mua thì nó vẫn còn áp suất nhé. Đấy. Nó con này phải nhảy được tầm 0.8 nha bác. Đấy. Rồi ok đâu thế nhỉ? Rồi còn đây, còn pin này, số lần sạc này, đây số lần sạc pin của em trong 9 tháng vừa rồi mà chỉ có 175 lần, thì có nghĩa là bác thấy là nó có vẻ là ảo đấy, nó không kiểu nó thông, em không hiểu là nó thống kê kiểu gì ấy, bên Android thì một kiểu, bên iOS một kiểu, nên em không hiểu là cái này nó thống kê kiểu gì, nhưng mà pin thì vẫn còn con nhé. Đấy, mấy cái thông số này thì giờ nó không không có giá trị nữa. Đây, cái này nó bỏ đây này, này. Đấy. Rồi cái em sẽ test cái màn hình cho các bác xem. Đây màn hình con này thì 9 tháng vừa rồi em dùng đấy, nó cũng không không bị ám mối gì cả, không bị lưu hành gì cả, con này màn hình rất là đẹp luôn. Đấy, các bác yên tâm nhé, con này em dùng mà em biết mà. Rồi còn con gì nữa nhỉ, cái mid info này thì con này đấy, cái mid info của con này là bằng không nhé. Đấy, và có một clip em cũng nói rồi đấy, nếu mà cái IMBL bằng không và có mấy cái dòng gen 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 màu đỏ này này đấy, thì có nghĩa là các bác có thể là độ được hai sim, ý là nếu mà theo lý thuyết ý là có thể độ được hai sim, nhưng mà vấn đề là V60 nó không có bản hai sim, dẫn đến là nó không có ROM hai sim, mà cũng chẳng có ông nào biết làm ROM hai sim hoặc là gì đó. Nói chung là trình độ hiện tại bây giờ của thế giới, của vũ trụ này là chưa độ được cái con V60 lên hai sim nhé, mặc dù là cái thông số là nó có thể là độ được nhưng mà vẫn chưa độ được nhé. Cho nên là V60 hiện tại chỉ có một sim nhé bác, các cũng đừng hỏi là V60 xem có độ được hai sim không nhé, không có đâu nhé. Đấy đấy, còn tất cả những cái khác thì nó bình thường đấy. Nói chung là con này trước này em dùng màn phụ rồi nhé, nó bình thường hết nhé. Đấy cho nên là các bác yên tâm, con máy này chính tay em dùng dùng gần 1 năm rồi, 6-9 tháng rồi, thì cho các bác cứ yên tâm, mà còn khá là mới luôn. Và con này em vẫn giờ đến, tại vì giá hiện tại bây giờ là giá nó em vẫn bán là 4,5 triệu nhé. Tại sao bây giờ em bán, tại vì thực ra là cái máy này mấy tháng trước là có một bác ấy đặt hàng em rồi, có nghĩa là bác ấy đặt hàng em rồi, bác này cũng rất là thân với em, và bác ấy đặt hàng rồi, nhưng mà do thời điểm hiện tại là bác ấy công việc bác ấy bị mất đấy, bác không có công việc làm, cho nên bác ấy không đủ cái tài chính để bác ấy mua con này nữa, cho nên bác ấy bảo là thôi thông cảm cho bác ấy là thôi Phúc bán đi. Đấy thì đây em nên bây giờ em mới bán đấy, chứ không thì em vẫn để cho bác đấy, để từ mấy tháng trước là giá nó rất là cao nhé, cái thời điểm đấy là giá thời điểm đấy nhé, giá nó là tầm 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 6 triệu luôn ấy, nhưng bây giờ là ok, cô vừa gọi các bạn, nhưng bây giờ là giờ em chỉ bán có 4,5 triệu thôi, thì nó đã bị lỗ mất bao nhiêu tại thời điểm đấy, cho nên là thôi cũng không không sao cả, mình quan trọng là có con máy ngon và có những cái tình bạn, tình 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 nói chung là chả biết tình gì đấy, nói chung là có những cái tình bạn mà chả thậm chí anh em còn chưa gặp nhau bao giờ nhưng vẫn vẫn rất là quý nhau. Rồi ok, chào các bác nhé, bác nào lấy con của em thì quá tuyệt vời luôn, không phải lý lo nghĩ gì luôn.